mời quý vị trong ban tổ chức trang đài quân bắt bạch chúc Tết đến Nghi Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư, con pháp danh Diệu Hòa xin phép đại diện cùng quý Phật tử từ Vancouver và các vùng lân cận tại Canada nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu, chúng con xin cung kính cung đối trước Ni Sư dâng lên lời phát bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư, trước trắng thời gian tâm khó hiện, bữa thiền xưng thấm sắc chưa phai, sáng bừng sức sống lời kinh nguyện dễ tỏa thương thiên trước Phật đài. Nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu, Phật tử chúng con được sự hướng dẫn của Ni Sư Minh An về đây, trước chúng con đảnh lễ Tam Bảo, sau chúng con xin cung kính nhân lời thánh tế. Cầu chúc Ni Sư pháp thể thân an, Phật sự viên thành, đạo thọ được miên trường, tuệ đăng tỏa sáng để hướng dẫn chúng con cùng chúng sanh trên đường tu nhân thành Phật. Chúng con cũng xin chúc phước lành này hồi hướng về gia đình chúng con được an lành trong cuộc sống. Ngưỡng mong Ni Sư từ bi chứng minh cho các lòng thành của Phật tử chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Có vài lời bên phía tất cả quý Phật tử trong ngày đầu xuân của A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư trụ trì chùa Pháp Quang, Vancouver, BC, Canada. Kính thưa quý Phật tử Canada. Nhân ngày xuân, Ni Sư đã hướng dẫn Phật tử và các đạo tràng về ninh tương tạo phước, đã đưa nhiều Phật tử ở bên khu vực Ni Sư đến tạo đạo tràng chùa Giác Viên nhỏ bé này. Chúng con Phật Phật hạnh và nhiều phước duyên được Ni Sư chứng tích cùng hàng Phật tử qua lâm âm viếng, đồng thời còn gửi đến những lời nhắn nhủ sách tấn chúc nguyện tốt đẹp cho chúng con. Chúng con xin thành kính tri ân Ni Sư. Trước thềm năm mới Đinh Dậu, chúng con kính chúc Ni Sư pháp thể thường an, chúng sanh nhị độ. Kính chúc quý đồng hương Phật tử cũng như quý thân quyến sức khỏe dồi dào, vạn sự cát tường như ý. Kính chúc Ni Sư kính thưa chư Phật tử đạo tràng Giác Viên còn sơ khai, mọi sinh hoạt vẫn còn hạn chế, cho nên trong lúc tiếp đón chắc không sao tránh khỏi những điều kiếm khuyết. Ngưỡng mong quý ngài cùng chư Phật tử từ bi hoan hỷ cho. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật pháp đại chứng minh.
Xuân Đinh Dậu 2017. Mấy đoàn của Phật tử ở Canada. Nhà bếp của các Phật tử đang chuẩn bị ẩm thực để phục vụ cho Phật tử từ Canada qua hành hương tại chùa Giác Giang, Giác Viên Lan Nhã. Này Phật tử Diệu, con pháp danh là gì ạ? Pháp danh Lệ Kim. Diệu? Lệ Kim. Lệ Kim hả? Dạ. Đang này bún bò Huế phải không? Mì vịt tiềm ạ. Mì vịt tiềm. Dạ. Các Phật tử đang phục vụ ẩm thực cho Phật tử Canada qua đây. Đây là cái nhà bếp. Chùa cũng mới thành lập. Mới chuyển về đây. Cũng còn nhỏ nhưng mà thay rất là ấm cúng. Được chứ, người bạch đã chuyển đến đây. Chân nó có gì không được.